Chỉ cần vài bước cơ bản chúng ta sẽ có thể cắt được kiểu bob Rawson ôm cụp tự nhiên này. Đầu tiên bạn sẽ phân khu như trong video và chia một phân khu ở giữa khuôn đầu phía sau như các bạn đã quan sát. Trải không độ và chúng ta cắt quyết định khuôn viền dựa vào đúng đường chia nhé. Muốn khuôn viền vát như nào thì đường chia các bạn sẽ đi chia vát như vậy. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh tầng lớp ở bước thứ hai. Mình sẽ chia một lớp bằng tóc dọc. Tiếp tục chúng ta sẽ nâng góc độ là 75 và đường cắt 75. Sau đó các bạn sẽ chia đôi đường chuẩn và chúng ta tiến hành chia phát tán nha. Để chúng ta sẽ nhân dịch 2:1, 3:2 và 4:3 để cắt theo đường chuẩn ở phía trong nha. Bên đối diện các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện. Hay đây gọi là kết cấu vuông nha, vuông 8. Bây giờ mình cắt xong rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra kéo về cùng một hướng thì nó là một đường bằng với mặt cắt như này. Bây giờ mình sẽ chia lớp bằng tóc thứ hai. Song song một lớp bằng tóc thứ nhất, độ dày khoảng 1 đến 1,5 cm nha. Các bạn hạn chế chia dày quá. Tiếp tục các bạn sẽ nâng góc độ là 45 và đường cắt 90, cắt theo đường chuẩn ở bên dưới nha, kéo hết về cùng một hướng. Khi cắt ra phần tóc ở khuôn viền bên ngoài ngoài cùng ấy thì các bạn sẽ hạ dần góc độ về 0 độ và chúng ta cắt nha. Tiếp tục lớp bằng tóc ở phía trên tai này các bạn sẽ chia liên kết ra phần tóc ở phía trước nha. Sử dụng cùng một phương pháp tương tự và chúng ta sẽ nâng góc độ 45 và đường cắt 90, cắt theo đường chuẩn bên dưới. Phần tóc nào mà chưa có đường chuẩn thì chúng ta sẽ cắt theo đường chia nha và hạ xuống 0 độ để cắt, tránh việc chúng ta bị hụt nha, hoặc các bạn có thể kéo lại phía sau một chút như mình đã cắt như này. Ok rồi, chúng ta sẽ tiến hành tỉa qua một chút với lớp tóc ở phần tóc cô gái này. Các bạn chỉ tỉa vào tóc cô gái nha, sử dụng kéo răng cưa với độ đi tóc khoảng 15 đến 20%. Tiến hành đưa lưỡi kéo khoảng góc khoảng 45 độ và chúng ta sẽ tỉa từ trong ra ngoài, cách ngọn tóc khoảng 2 cm. Sử dụng cùng một phương pháp, chúng ta sẽ chia những lớp mảng tóc tiếp theo song song một lớp mảng tóc trước đó. Và cứ như vậy các bạn sẽ nâng góc độ là 45 độ và đường cắt 90, cắt theo đường chuẩn bên dưới. Bài cắt này mình lên trong quá trình mình đang dạy các bạn khóa thợ phụ lên tự chính, khóa hóa chất nha. Đây các bạn vừa nhuộm xong, vẩy lai xong thì mình tiến hành mình cắt cho khách hàng. Sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện. Trong quá trình chúng ta cắt, nếu gặp bất kỳ khó khăn gì, mọi người có thể là liên hệ mình để mình hỗ trợ nha, hoặc có thể tham khảo những khóa học trực tiếp hoặc online của mình nha, đặc biệt là khóa học phụ lên chính. Đó, mình cứ chia hết thôi. Cứ như vậy cắt cho bằng hết. Chúng ta sẽ cắt và chúng ta chú ý là hạ đều tay nhé. Và chúng ta sẽ được một kết quả kiểu bốp rất là ôm cụp này. Để khô tự nhiên đã ôm cụp rồi. Còn lớp cuối cùng mình cứ trải hết xuống và mình sẽ cắt lại. Thường thì các bạn học khóa thợ phụ lên thợ chính của mình thì các bạn sẽ học khóa cắt nữ từ cơ bản đến nâng cao. Sau đó các bạn sẽ học khóa chất bao gồm uốn, nhuộm, ép. Đấy, như các bạn đã quan sát bạn này đã học hết khóa, các bạn này đã học hết khóa cắt nữ nâng cao và nữ cơ bản rồi. Bây giờ đang sang khóa cắt uốn nhuộm nhé. Ok rồi, mình sẽ trải hết phần tóc này về phía sau, kéo thẳng về phía sau nha, để cắt đi phần tóc thừa dựa vào đường chuẩn bên dưới, để tránh cho việc là khi khách hàng hất tóc về phía sau á thì lại có sự sợi tóc thừa phía sau, nó sẽ không được đẹp và mất cái mỹ quan của kiểu tóc. Sử dụng cùng pháp để chúng ta hoàn thiện hết nha. Bây giờ mình sẽ chia phần tóc khu chữ U này và mình sẽ nâng góc độ là 180 độ so với mặt đất. Góc độ là chúng ta nâng thẳng đứng so với mặt đất nha. Và chúng ta cắt đi khoảng 1 đến 1,5 cm phần góc nhọn phía trên để khách hàng có thể là chúng ta hất ở các cái ngôi khác nhau. Bây giờ mình sử dụng là kéo răng cưa nha. Mình sẽ tỉa như các bạn quan sát, đưa lưỡi kéo khoảng 45 độ so với mặt tóc từ ngọn vào trong khoảng 2 cm và tỉa. Bây giờ mình sẽ khô. Các bạn đã sấy từ phía sau hất ra phía trước, khô rồi mình sẽ sấy từ phía trước hất ra phía sau. Và đây kết quả nha, rất là mềm mại. Bây giờ mình sẽ tỉa và bấm qua khuôn viền như các bạn đã quan sát. Đầu tiên cái phần tóc gáy là tương đối là nó dày nhé, nên các bạn cứ phải tỉa như phương pháp mình tỉa nha, thì nó mới bấm khuôn viền được, sắc nét được và nó sẽ không bị xô tóc. Sử dụng cùng pháp chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta bấm hết phần tóc khuôn viền này, sau đó sẽ tỉa qua để tạo độ mềm mại. Xong rồi thì đây là kết quả nha. Chúc các bạn ứng dụng thành công. Các bạn cần hỗ trợ thêm bài cắt gì nữa thì có thể comment bên dưới, hoặc có thể tham khảo những khóa học trực tiếp hoặc online của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.